thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh, tạo môi trường học tập và rèn luyện giúp học sinh phát triển hài hòa về thể chất và tinh thần, trở thành người học tích cực, tự tin, biết vận dụng các phương pháp học tập tích cực để hoàn chỉnh các tri thức và kỹ năng nền tảng, có ý thức lựa chọn nghề nghiệp và học tập suốt đời, có những phẩm chất tốt đẹp và năng lực cần thiết để trở thành người công dân có trách nhiệm, người lao động có văn hóa, cần cù, sáng tạo, đáp ứng nhu cầu phát triển của cá nhân và yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước trong thời đại toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp mới. Để bắt nhịp cùng với sự phát triển của xã hội cũng như bám sát mục tiêu giáo dục toàn diện, trường Trung học phổ thông Thới Lai, ấp Thế Thuận A, thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ đã thành lập 11 câu lạc bộ tiếng Anh, câu lạc bộ đố vui, câu lạc bộ khéo tay, câu lạc bộ sinh học, câu lạc bộ cờ vua, cờ tướng, câu lạc bộ guitar, câu lạc bộ bóng đá, bóng bàn, bóng chuyền, hoa kiện và câu lạc bộ khởi nghiệp. Quý thầy cô, chủ nhiệm các câu lạc bộ đã rất quyết tâm với mong muốn tạo ra nhiều sân chơi, hoạt động lành mạnh mang tính giáo dục, khuyến khích tinh thần ham học hỏi, nâng cao và phát huy năng khiếu, tính sáng tạo của học sinh. Các câu lạc bộ đã nhanh chóng đi vào hoạt động rất hiệu quả và được sự ủng hộ rất nhiệt tình của các thầy cô giáo, các bạn học sinh, là môi trường giúp học sinh thực hành những điều đã học cũng như phát triển tối đa phẩm chất và năng lực của mỗi cá nhân. Quan trọng hơn là sau những trải nghiệm cùng câu lạc bộ, mỗi bạn học sinh sẽ thêm tự tin với những kiến thức và những kỹ năng mà mình thu được. Khoa tiếp cận với chương trình giáo dục phổ thông mới với các môn học mới và các mô hình của câu lạc bộ của trường Trung học phổ thông Thới Lai, tôi nhận thấy rằng có sự tương đồng lẫn nhau trong việc phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh có thể gây đến như sau. Đầu tiên, câu lạc bộ âm nhạc guitar văn học nghệ thuật do thầy Quỳnh Ngọc Tam, giáo viên bộ môn lý chủ nhiệm, sẽ chia sẻ về thời gian hoạt động và những phẩm chất năng lực mà học sinh có được khi tham gia câu lạc bộ. Thì vào chiều thứ năm sau tiết học thứ ba, đó là 3:10, hoặc là sáng chủ nhật hàng tuần thì tùy tuần thì sẽ tiến hành sinh hoạt tất cả các thành viên, là gồm 6 nhóm, là khoảng 32 thành viên, thì sẽ sinh hoạt chung với nhau. Ngoài ra song song với đó thì có một cái câu lạc bộ nhỏ, đó là câu lạc bộ guitar, thì do em Thiên Bảo và em Tấn Lộc lớp 11A12, các em sẽ hướng dẫn các bạn có đam mê và yêu thích học đàn guitar sẽ họp lại vào chiều chủ nhật hàng tuần, thì hai bạn này sẽ dạy và hướng dẫn các bạn yêu thích môn guitar học. Về 5 phẩm chất và 10 năng lực cần phát triển cho học sinh, thì thông qua câu lạc bộ thì em cảm nhận được là các bạn sẽ phát triển được 3 phẩm chất và 4 năng lực. Thì về 3 phẩm chất đó, là thứ nhất là các bạn có tinh thần trách nhiệm. Thì khi mà tham gia câu lạc bộ thì các bạn sẽ cảm thấy mình có trách nhiệm để phát triển câu lạc bộ. Thì các bạn có trách nhiệm thứ nhất là trong giờ giấc sinh hoạt. Thứ hai đó là trách nhiệm với tiết mục của mình. Các bạn thật sự, em cảm giác là các bạn thật sự có cố gắng. Thứ hai đó là phẩm chất thứ hai đó là chăm làm. Thông qua cái việc là mấy bạn hăng say tập luyện. Rất là hăng say. Chưa bao giờ các bạn, rất hiếm khi chừng nào mà kẹt lắm thì mấy bạn mới báo bạn nghỉ thôi. Ngoài ra là gần như là không có tình trạng đó là bắn nghỉ. Thứ ba đó là phẩm chất là yêu quê hương đất nước. Điều đó thông qua gợi lên những cái buổi mà sinh hoạt mà có những cái bài hát về tình yêu quê hương đất nước. Thì em cảm nhận là qua những bài hát đó thì các bạn đã một phần nào đó mấy bạn cảm nhận được tình yêu quê hương đất nước hơn. Còn về năng lực thì em thấy là 4 năng lực. Năng lực đầu tiên đó là giao tiếp và hợp tác. Thì cái năng lực này được phát triển thông qua cái chuyện đó là khi mấy bạn tập luyện với nhau, những bài hát với nhau thì mấy bạn sẽ thảo luận, chia sẻ. Cũng như là bạn đi trước, bạn có kinh nghiệm hơn sẽ hướng dẫn những bạn đi sau về cách hát cũng như là cách chơi nhạc cụ. Thì lúc này thì các bạn sẽ giao tiếp và hợp tác với nhau. Về năng lực thứ hai đó là giải quyết vấn đề và sáng tạo. Thì trong một cái buổi tập luyện, một cái tiết mục văn nghệ thì vừa phối hợp nhạc cụ, vừa hát nhóm, hát bè nên đòi hỏi rất nhiều về sự hợp tác. Thì trong cái quá trình hợp tác thì nó sẽ chắc chắn không ít thì nhiều cũng sẽ có rất là nhiều vấn đề xảy ra. Thì lúc đó nhóm trưởng, nhóm phó và các bạn sẽ cùng ngồi với nhau lại để giải quyết vấn đề đó, để tạo ra một tiết mục mà các bạn hài lòng nhất. Ngoài ra thì các bạn có sự sáng tạo nữa. Tại vì khi nhận một bài hát, một cái bản nhạc gốc, nhạc bản gốc, thì các bạn không bao giờ mấy bạn hát theo bản gốc đó đâu. Thì mấy bạn sẽ sáng tạo và hát theo phong cách của mình.
dựa trên nền tảng bản gốc thì các bạn sẽ phát triển và sáng tạo ra thêm, có thể là không hát nhạc beat mà là hát bằng nhạc cụ. Các bạn sử dụng nhạc cụ để trình diễn bài hát đó thì em thấy là được sự sáng tạo ở trong đó. Phẩm chất thứ ba đó là thể chất. Thì thể chất ở đây thì nhiều người nghĩ thì hát thì có gì đâu phát triển thể chất. Thì em nghĩ thật sự hát cũng rất là nhiều sức lực đó. Và mình phải có một cái sức khỏe tốt, phải gìn giữ một sức khỏe tốt thì mới có một giọng hát tốt được. Ngoài ra thì cũng có, em mới chia sẻ hồi nãy là có thêm câu lạc bộ đen. Thì đen theo em là ngoài là một môn nghệ thuật thì nó cũng là một môn thể thao nữa. Tại vì khi mình nhảy thì cũng chẳng không khác gì là mình đang chơi thể thao, nên cũng phát triển thể chất. Năng lực thứ tư đó là ngôn ngữ. Ngôn ngữ ở đây đó là chúng ta sẽ trao dồi được thêm nhiều vốn từ. Vốn từ ở đây là ngay cả tiếng Việt, là thông qua những cái bài hát, những câu hát rất là hay của Việt Nam chúng ta. Thì ngôn ngữ ở đây nữa là có thể là những bài hát bằng tiếng Anh, tiếng nước ngoài. Thì các bạn sẽ học tiếng nước ngoài thông qua những bài hát, về cách phát âm cũng như là giao tiếp dần dần sẽ tốt lên thông qua những bài hát đó. Thứ hai, mô hình câu lạc bộ khởi nghiệp. Chủ nhiệm của câu lạc bộ khởi nghiệp là cô Nguyễn Thị Trâm Anh, phó bí thư đoàn trường Trung học phổ thông Thái Lai. Cô Trâm Anh chia sẻ, thông qua các hoạt động của câu lạc bộ tạo cơ hội cho học sinh tiếp cận thực tế, giải quyết được những vấn đề của thực tiễn đời sống, gia đình, xã hội phù hợp với lứa tuổi. Thông qua đó, chuyển hóa được những kinh nghiệm đã trải qua thành tri thức mới, kỹ năng mới, góp phần phát triển tiềm năng sáng tạo và khả năng thích ứng với cuộc sống, môi trường. Đến trải nghiệm một buổi với câu lạc bộ, trong lúc các thành viên đã tạo ra những hình ảnh từ các đĩa CD, để tạo ra được những hình ảnh như vậy thì đã phát huy được những phẩm chất và năng lực gì? Em Nguyễn Thị Thanh Tiền, lớp 11A2, là một trong những thành viên của câu lạc bộ khởi nghiệp, chia sẻ. Như vậy, qua các hoạt động của câu lạc bộ, học sinh được phát huy về năng lực, năng khiếu, sở trường, hứng thú liên quan đến nghề nghiệp, làm cơ sở để tự chọn cho mình ngành nghề phù hợp, rèn luyện phẩm chất và năng lực để thích ứng với nghề nghiệp tương lai.
Thứ ba, mô hình câu lạc bộ bóng bàn, bóng đá, bóng rổ và bóng chuyền. Thông qua mô hình câu lạc bộ nhằm phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh, trọng tâm là trang bị cho học sinh kiến thức và kỹ năng chăm sóc sức khỏe, kiến thức và kỹ năng vận động, hình thành thói quen tập luyện, biết lựa chọn môn thể thao phù hợp để luyện tập, nâng cao sức khỏe, phát triển thể lực. Trên cơ sở đó, giúp học sinh có ý thức, trách nhiệm đối với sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng, thích ứng với các điều kiện sống, sống vui vẻ, hòa đồng với mọi người, phát triển kỹ năng chăm sóc sức khỏe và vệ sinh thân thể, phát triển về nhận thức, năng khiếu thể thao, đồng thời giúp học sinh có năng khiếu thể thao tự chọn, định hướng nghề nghiệp phù hợp. Tiếp theo, câu lạc bộ Hoa Kiển, chủ nhiệm là thầy Phan Vĩnh Phúc, giáo viên bộ môn toán. Thầy Phúc chia sẻ, câu lạc bộ Hoa Kiển không chỉ tạo ra không gian xanh trong lành cho khuôn viên nhà trường, mà nó còn là nơi để các giáo viên, học sinh có thể nghỉ ngơi, thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng. Tham gia câu lạc bộ, các học sinh sẽ phát huy được những phẩm chất yêu thiên nhiên, yêu cái đẹp, tự hào bảo vệ thiên nhiên, có trách nhiệm bảo vệ thiên nhiên và năng lực thẩm mỹ, năng lực công nghệ. Tiếp theo, câu lạc bộ Cờ Vua Cờ Tướng, thầy Nguyễn Minh Di, chủ nhiệm câu lạc bộ chia sẻ, khi tham gia câu lạc bộ giúp em phát triển được phẩm chất chăm chỉ học hỏi, thành thạo hơn, tốt hơn, trung thực hơn trong công việc, năng lực giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực toán học. Câu lạc bộ không những thu hút học sinh mà cả thầy cô tham gia trong những giờ ra chơi hay những lúc chống tiết. Như vậy, trong quá trình hình thành và phát triển các mô hình, câu lạc bộ của trường Trung học phổ thông Thái Lai đã từng bước giúp hình thành và phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Trên bước đường tiến tới áp dụng chương trình giáo dục phổ thông mới, trường Trung học phổ thông Thái Lai đã chuẩn bị tâm thế sẵn sàng. Hoạt động của các câu lạc bộ chính là hiện hữu của chương trình giáo dục phổ thông mới, đó là tạo ra sản phẩm các thế hệ học sinh đáp ứng những phẩm chất tốt đẹp và năng lực cần thiết để trở thành người công dân có trách nhiệm, người lao động có văn hóa, cần cù, sáng tạo, đáp ứng nhu cầu phát triển của cá nhân và yêu cầu của sự nghiệp xây dựng bảo vệ đất nước trong thời đại toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp mới. Tôi tin chắc rằng với chương trình giáo dục phổ thông mới, trường Trung học phổ thông Thái Lai áp dụng thành công tốt đẹp. Xin trân trọng kính chào.